Tin Tri tiết lộ, tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, bước sang năm Giáp Thìn 2024, vận đùa ngút trời, trúng số liên tiếp, đổi đời đại gia, mua nhà, tậu xia, khiến cho ai nấy đều phải thán phục. Mình được Tổng viên Hoan Hỷ chào đón quý anh chị tuổi Nhâm Tý đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Mới đây nhất, khi xem lá số tử vi của 12 con giáp năm Giáp Thìn 2024, các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã giải công nghiên cứu dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành trong tứ trụ luận mệnh, chu kỳ 60 năm của đời người, đã dự đoán rằng năm Giáp Thìn 2024 là thời điểm bứt phá của anh chị tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, mệnh tang đố mộc, vận trình như cá chép hóa rồng, được nhiều cát tinh trợ mệnh, thần tài ưu ái, công việc thông thuận, làm ăn trúng lớn, có cơ hội trúng số đổi đời, tiền vàng chật kép. Và để biết được số mệnh của mình ra sao, cần phải làm gì khi vận số được hanh thông thuận lợi, thì ngay sau đây xin mời quý chị tuổi Nhâm Tý cùng theo dõi luận giải nội dung chi tiết. Tiên tri tiết lộ vận số phú quý tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, cực may cực đỏ, làm ăn trúng lớn, trúng số liên tiếp, giàu nhanh chóng mặt, mua nhà tậu xe, tiền tiêu ba đời không hết trong năm 2024 nếu biết bí mật này. Quý vị anh chị thân mến, người xưa đã từng nói rằng cuộc đời của mỗi người là chuỗi những ngày nối tiếp nhau trong khổ ải trần gian. Chỉ có những người có phúc dày mệnh lớn thì mới có đủ bản lĩnh để đi qua sóng gió và đạt được nhiều thành tựu trong cuộc sống của mình. Biết bao người làm việc quần quật quanh năm suốt tháng mà cũng chẳng gặp được cơ may nào, nhưng lại có những người làm đâu, trúng đấy, may mắn ngập đầu, trúng số liên tiếp, tiền bạc ùn ùn kéo về nhà, giàu sang hết phần thiên hạ. Không lẽ chẳng có cơ may nào đến với vận mệnh, vận trình của người tuổi Nhâm Tý hay sao? Quan sát sự dịch chuyển của các chòm sao cung mệnh cho thấy, bước vào năm 2024 âm lịch, người tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, bất ngờ được trời Phật bảo hộ, thần tài ban phát tài lộc, tiền bạc ùn ùn kéo về nhà, làm đâu trúng đấy, trúng số độc đắc, tiền vào như nước, đổi đời đại gia, tay ôm tiền tỷ về nhà. Có thể nói rằng, đây là thời điểm cuốn trôi đi hết tất cả những nợ nần, nghèo khổ cả một đời của con giáp này, thay vào đó là tiền tỷ cầm tay, mua nhà lầu, xe xịn, đổi đời, giàu sang sung sướng. Vậy, vận mệnh của con giáp này biến động ra sao trong năm 2024 âm lịch tới đây? Quý bản mệnh cần chú ý những điều gì? Cơ may nào sẽ đến với con giáp này? Và trong năm quý bản mệnh sẽ phải làm những điều gì? Ngay bây giờ sẽ là bí mật trong video ngày hôm nay. Trời Phật bảo hộ, vận số phú quý, tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, cực may, cực đỏ, làm ăn trúng lớn, trúng số liên tiếp, giàu nhanh chóng mặt, mua nhà tậu xe, tiền tiêu ba đời không hết trong năm 2024. Đầu tiên, đôi nét về tính cách cuộc đời tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. Tuổi Nhâm Tý trời sinh thông minh lanh lợi, lại chịu khó chăm chỉ, cả đời phải lo nghĩ, sự an nhàn về mặt bản thể, nhưng là tâm trí vẫn luôn lo âu đủ điều. Cuộc sống duy trì ở mức độ trung bình, cả về đường tài lộc lẫn con cái, nhưng con cháu của người này lại thường thành danh khá nhanh chóng, một phần nhờ vào phúc đức cha ông tích cóp để lại. Họ là người thuở nhỏ gặp nạn, trung niên đủ ăn, đủ mặc, thân nhàn, tâm khổ, anh em vất vả, họ hàng lạnh nhạt đều là tự mình làm lấy. Nữ thường giỏi giang, đây là dạng chuột luôn tiến bộ, hướng tới thành công và rất thân tình. Họ sẽ cố gắng khám phá mọi thứ và tìm ra giá trị sử dụng của hầu hết những thứ mình gặp được. Người này hiểu biết toàn diện về hoạt động của các hệ thống và làm cho nó hoạt động theo ý mình. Họ nhìn xa trông rộng và luôn muốn tìm hiểu nguyên nhân tại sao và từ đâu mà ra. Mặc dù họ khá tự cao, tự đại, thế nhưng vẫn biết chiều lòng và chu đáo với người khác, bởi họ muốn tìm kiếm sự ủng hộ và ngưỡng mộ. Họ rất linh hoạt khi xử lý công việc. Người sinh năm 1972 không phá vỡ nguyên tắc, mà khéo léo lợi dụng những kẽ hở đó để đạt được mục đích, giúp công việc đạt hiệu quả cao. Nhâm Tý theo đuổi sự ổn định trong cuộc sống, vì thế mà thường hay lo lắng không đâu. Tuy nhiên, bất an lo sợ luôn khiến họ cẩn trọng trong mọi việc,
cũng nỗ lực làm việc để đảm bảo cuộc sống được an lành. Người sinh năm 1972 yêu sự an toàn và luôn lo lắng về tương lai. Đó cũng là lý do vì sao họ làm việc rất chăm chỉ, bộc lộ ra ngoài là sự tự tin, hiểu biết và rất chuyên nghiệp về những thứ mình làm. Họ còn là một người nói chuyện có duyên, họ có thể đưa ra sáng kiến và các dự án khả thi. Họ cũng ít khi gặp khó khăn trong việc huy động, hỗ trợ cho các phi vụ làm ăn của mình. Tiếp theo là vận niên tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, trong năm 2024 Giáp Thìn. Bước vào năm Giáp Thìn theo luật giải tuổi Nhâm Tý là hầu thực quả, tốt. Ý nghĩa vận niên hầu thực quả của người tuổi này trong năm Giáp Thìn thể hiện ý nghĩa về con khỉ được thỏa sức thưởng thức hoa quả, trái cây. Chính vì thế trong năm công việc trước đó của bản thân bị ách tắc thì đã đến thời điểm hanh thông và được giải quyết dứt điểm. Kinh doanh xuôi thuận, sự nghiệp, công danh thăng tiến và nếu thi cử thì may mắn, tình duyên thì chú ý giữ mình vì sẽ bị ghen bóng, ghen gió. Xét theo tứ trụ, tử vi tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972 trong năm 2024. Thiên hòa, địa tam tai, phương diện công việc kinh doanh của tuổi Nhâm Tý khó đạt được như kết quả mong muốn. Năm 2024 được dự báo sẽ đem đến nhiều thử thách và khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên, cũng có những tín hiệu tích cực và hy vọng cho những ai biết cách tận dụng cơ hội. Vận số bản mệnh cho thấy, cần phải cẩn trọng và chuẩn bị tốt để vượt qua các thử thách đến từ cuộc sống, gia đình và sự nghiệp. Nắm bắt đúng thời cơ và quyết định đúng đắn sẽ giúp tuổi Nhâm Tý vượt qua mọi khó khăn và tiến đến thành công trong năm 2024. Xét về thiên can, địa chi, ngũ hành, cung phi, sao hạn của người tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972 trong năm Giáp Thìn 2024. Xét về ngũ hành. Ngũ hành người tuổi này thuộc vào hành mộc, gặp ngũ hành của năm Giáp Thìn thuộc hành hỏa, là quan hệ sinh xuất, người tuổi này bản mệnh trong năm hao tổn nhiều, kinh doanh hay sự nghiệp không thuận như ý. Nếu có thuận trì trong thời gian đầu, càng về sau, càng đưa tới bất lợi. Tiền bạc là phương diện cần chú ý, nhất là người này sẽ bị bệnh về ngực năm này. Tiền bạc nếu có dự định đầu tư thì cần phải suy tính kỹ lưỡng. Thời điểm cuối năm cẩn thận về công việc bất lợi đưa tới nhiều hơn là thuận lợi. Xét về thiên can. Thiên can của tuổi Nhâm thuộc hành thủy, gặp thiên can Giáp thuộc hành mộc là bình hòa. Năm 2024 đối với người tuổi này, chủ về kinh doanh làm ăn có sự liên kết, thế nhưng về cơ bản không được thuận và khó đạt được kết quả như ý tốt đẹp, như kỳ vọng đã đặt ra. Theo chuyên gia, xem tử vi tuổi Nhâm Tý nam mạng năm 2024 thì trong năm này, nếu dự định kế hoạch đầu tư phát triển làm ăn kinh doanh thì lời khuyên của chuyên gia là không nên vội vàng. Bên cạnh đó, mệnh chủ cần chú ý về sức khỏe, ngoài ra tình cảm trong gia đạo không thuận hòa, chủ về hòa khí kém. Xét về địa chi. Người có địa chi Tý gặp năm 2024 địa chi Thìn là quan hệ tam hợp. Trong năm Giáp Thìn người tuổi Tý chủ về sự thay đổi, đặc biệt là về tinh thần, bản thân là người sống thiên về tình cảm. Công việc khi ra ngoài nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ quý nhân, do đó hanh thông và thuận lợi hơn. Đây cũng là năm người tuổi Tý có những mở mang liên quan tới các liên kết làm ăn. Ngoài ra, về phương diện tình cảm gia đạo, bản mệnh năm nay nhận được tin vui về việc thêm người, thêm của. Xét theo cung phi. Người sinh năm này cung phi khảm, ngũ hành thủy, năm Giáp Thìn cung phi chấn, ngũ hành mộc là thiên y. Đây là năm người tuổi này có sức khỏe tốt, ốm đau, bệnh tật đều nhanh chóng khỏi, luôn có sự đổi mới trong công việc và được hỗ trợ trong công việc. Tuy nhiên, về ngũ hành cung phi năm Giáp Thìn với cung phi của tuổi là tương sinh, cho nên tiền bạc cẩn thận, hao hụt, sức khỏe có chuyển biến không như ý muốn. Tử vi năm 2024, người tuổi Nhâm Tý bước tới vận khí hanh thông, hứa hẹn đón nhận nhiều tốt đẹp bất ngờ, vận trình chuyển biến theo hướng tích cực hơn. Nếu chủ động nắm bắt cơ hội, đảm bảo sẽ gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp, nhất là ở hai phương diện sự nghiệp và tài lộc. Nhìn chung, vận khí hanh thông, mưu sự dễ thành, bản mệnh có thể gặt hái không ít thành quả tốt đẹp trong sự nghiệp, dù là làm công ăn lương hay kinh doanh, đều có cơ hội phát triển sự nghiệp tương ứng, chỉ cần đặt mục tiêu rõ ràng và hạ quyết tâm làm tới cùng thành công sẽ đến. Tam hội còn đảm bảo các mối quan hệ xã giao duy trì ở mức hài hòa, có người giúp đỡ kịp thời khi gặp khó khăn, mặc dù vẫn có điềm báo kẻ tiểu nhân quấy phá, thế nhưng không làm ảnh hưởng quá nhiều, chỉ cần tin tưởng vào bản thân và làm những điều mình muốn sẽ mang tới kết quả tích cực. Mọi thứ càng thuận lợi,
tài vận cũng tươi sáng hơn hẳn, đặc biệt là thứ tài khởi phát mạnh, mang tới nhiều may mắn tiền bạc cho bạn mệnh. Các nguồn thu nhập ngoài luồng tăng lên, bạn sẽ nhận được những khoản tiền bất ngờ. Kinh doanh, buôn bán đắt hàng, bạn có nhiều cơ hội đầu tư thu về lợi nhuận cao, chỉ cần đưa ra lựa chọn sáng suốt và quyết đoán, sẽ đem lại thành quả lớn. Lúc này càng nên duy trì chi tiêu cân đối, tiết chế ham muốn mua sắm quá độ, ra ngoài không nên mang theo nhiều đồ quý giá kẻo bị mất trộm. Có điều sức khỏe của bản mệnh không được lý tưởng, có thể phải tốn kém khá nhiều tiền bạc cho phương diện này, có thời gian nên chú ý chăm sóc bản thân nhiều hơn, học cách giải tỏa căng thẳng, áp lực như chia sẻ với gia đình, người thân, bạn bè hoặc đi du lịch khám phá những vùng đất mới, nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể cũng sẽ giúp tinh thần phấn chấn hơn. Tuy vậy, thủy khí vượng cũng là dấu hiệu cho thấy sức khỏe của những chú chuột cũng sẽ giảm sút ở phương diện khác, mà cụ thể ở đây là gặp vấn đề về thận, cần lưu ý thăm khám khi thấy có dấu hiệu bất thường. Về phương diện tình duyên, năm nay cũng đánh dấu những bước chuyển biến tích cực về nhân duyên và tình cảm của người tuổi Nhâm Tý. Con giáp này tha hồ đón tin vui và hỷ khí ngập tràn, thời cơ sẽ đến, bạn mệnh vẫn chủ động nắm bắt cơ hội tốt đến với mình để thúc đẩy lương duyên. Tình cảm lứa đôi ổn định và vẹn tròn, vợ chồng hòa thuận, những mâu thuẫn trước đó đã được hóa giải và có thể hâm nóng tình cảm bằng sự quan tâm, chăm sóc nửa kia chu đáo. Sao hạn tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, phạm phải trong năm 2024. Sao chiếu mệnh tử vi tuổi Nhâm Tý, nam mạng, gặp sao Thái Âm chiếu mệnh là thủy tinh. Sao này chiếu mang ý nghĩa tử vi Nhâm Tý, nam mạng, trong năm 2024 là chủ mệnh tuổi này được quý nhân giúp đỡ chính là bạn bè, anh em về phương diện tiền bạc. Vì thế sao Thái Âm còn được coi là một tài tinh, người tuổi này nếu chưa kết hôn gặp sao chiếu này, có thể gặp được duyên kỳ ngộ hoặc tìm được người vợ như mong muốn, trong năm tháng 9 âm lịch chính là tháng tốt nhất. Vận hạn, tử vi tuổi Nhâm Tý, nam mạng, sinh năm 1972 trong năm 2024, gặp hạn Diêm Vương là một đại hạn. Tử vi tuổi Nhâm Tý nam mạng, năm 2024 gặp hạn Diêm Vương, kỵ cho việc có liên quan tới thư kiện, bởi nếu thư kiện sẽ dễ tiêu tốn tiền bạc. Tình cảm của gia đạo không thuận hòa, vợ chồng có nhiều mâu thuẫn, kinh doanh trong năm mưu cầu được lợi, chủ về có tài lộc đưa đến. Sao chiếu mệnh tử vi tuổi Nhâm Tý, nữ mạng, sinh năm 1972 vào năm 2024, gặp sao Thái Bạch chiếu mệnh, là một kim tinh. Sao Thái Bạch chiếu mệnh, tử vi nữ mạng 1972, nên người tuổi này công việc chú ý có thể gặp nhiều bất lợi trong năm Giáp Thìn, tiểu nhân quấy phá, tiền bạc trong năm cần lưu tâm chi tiêu nhiều khoản. Những tháng lưu ý xấu nhất của năm là tháng 2, tháng 5 và tháng 8 âm lịch. Màu sắc cần tránh dùng là màu trắng, người mạng một gặp sao này là xấu hơn so với các mạng khác. Vận hạn tử vi tuổi Nhâm Tý, nữ mạng, năm 2024, gặp hạn Thiên La là một đại hạn. Giải nghĩa hạn, xem tử vi nữ mạng, Nhâm Tý 1972 trong năm Giáp Thìn cho thấy hạn Thiên La là hạn chủ về sức khỏe của người tuổi này trong năm bị ảnh hưởng theo chiều hướng không tốt. Bản thân ốm đau thường sẽ lâu ngày mới có thể khỏi được, thường bị ốm đau, nguyên nhân là do ma quỷ quấy phá. Vậy, xét năm 2024 này, tuổi Nhâm Tý sẽ như thế nào? Mời quý vị hãy cùng Minh Đường Tử Vi luận giải theo các phương diện chính sau đây. Xét về phương diện sự nghiệp tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. Trong năm 2024, vì được quý nhân tương trợ, chuyện làm ăn, sự nghiệp của người tuổi Nhâm Tý nói chung khá thuận lợi, có sự thăng tiến rõ rệt, nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương. Thêm nữa, bản mệnh có cá tính tương hỗ, chuyện làm ăn dù có khó khăn bước đầu nhưng về sau vẫn đạt được kết quả tốt. Sự nghiệp thăng tiến không ngừng, có thể cất nhắc được vị trí công việc tốt hơn hoặc được đề cử làm quản lý, lãnh đạo, ví như một tay cầm con dấu, một tay lĩnh chức quan của thời xưa. Thái Sơn tạo động lực cho con giáp này nỗ lực không ngừng, nó đồng thời thúc đẩy tham vọng, thôi thúc bản mệnh hành động không ngừng để đạt được mục tiêu đã đề ra. Theo đó, trong năm 2024 những chú chuột tha hồ tỏa sáng, thể hiện tài năng cũng như khẳng định cá tính, cái tôi bản lĩnh và tài năng của mình. Tuy nhiên hết sức lưu ý, hành sự cần khiêm tốn, tránh khoe khoang, tự tin thái quá kẻo rước họa tiểu nhân, thị phi bủa vây. Chính điều này là rào cản khiến con đường thăng tiến, gặp trắc trở, tốn thêm nhiều công sức, hao thêm nhiều tiền của. Xem tử vi,
bản mệnh có mối quan hệ giữa bản mệnh với lãnh đạo, với nhân viên cấp dưới hay đồng nghiệp đều hài hòa, tạo tiền đề cho sự thăng tiến dễ dàng. Nếu ngoại giao tốt, bạn sẽ được nhanh chóng cất nhắc lên vị trí mới, lộ trình đều đặn theo quý, đảm bảo không có sự tụt hậu. Ngược lại, nếu quan hệ xã giao không tốt, tự coi mình là nhất, bạn sẽ vướng vào thị phi, dù năng lực có được khẳng định nhưng cũng chỉ được đề bạt lên chức phó hoặc vị trí không trọng yếu. Xét về phương diện tài lộc tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. Bản thân mệnh cách tuổi Nhâm Tý đã có số vượng tài, chiêu tài tốt, nên trong cuộc sống sẽ xuất hiện vô số cơ hội phát tài bất ngờ, bạn cứ chiêm nghiệm thực tế sẽ thấy rất rõ điều này. Công việc có nhiều đột phá, từ đó thúc đẩy tài vận gia tăng, chỉ cần chăm chỉ làm việc, không lo thiếu tiền tiêu xài. Muốn có hoành tài bất ngờ, bản mệnh có thể thử sức ở một số lĩnh vực mới như đầu tư vào thị trường chứng khoán, vàng bạc, bất động sản. Có điều, trước khi làm bất cứ việc gì, hãy nghiên cứu kỹ càng thị trường và kiểm soát cảm xúc thật tốt, có như thế mới tránh được thiệt hại về tiền của. Trong năm Giáp Thìn 2024, bản mệnh nên lấy chính tài làm chủ, tập trung phát triển công việc hiện tại, không ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc nếu chưa sắp xếp được thời gian. Khi dồn công sức cho một việc, thành công sẽ lớn hơn là khi phân tán, dù hứa hẹn một năm nhiều cơ hội kiếm tiền và làm giàu. Thế nhưng tuổi Tý nên lấy phương châm tích lũy và tiết kiệm làm trọng, hết sức tránh tình trạng lãng phí kẻo tiền mồ hôi, xương máu kiếm được sẽ một đi không trở lại. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. Năm 2024 Giáp Thìn được tam hợp mang lại đời sống tình cảm rực rỡ cho con giáp tuổi Nhâm Tý. Những cặp đôi từng sân hơn thế này có cơ hội lớn được hàn gắn yêu thương bấy lâu nay đang bị bỏ bê. Người độc thân tình cờ gặp lại một đối tượng bạn từng quen biết trong quá khứ, giữa hai bạn nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, trước khi quyết định đi xa hơn, bạn vẫn nên tìm hiểu kỹ về người này. Có những người độc thân cảm thấy bối rối trước những cảm xúc nảy sinh giữa mình và đối phương. Thế nhưng, nếu thấy tín hiệu đèn xanh bật lên từ họ, thì bạn hãy chủ động tấn công một cách từ tốn, rồi bạn sẽ sớm có được kết quả như ý mà thôi. Đấy cũng là thời điểm thích hợp để bạn gặp gỡ kết nối lại với một số người bạn cũ hoặc hoàn thành một số công việc mà bạn đã bỏ quên trong một khoảng thời gian dài. Với người đã có gia đình, hai người luôn quan tâm và lo lắng cho nhau. Khi người ấy gặp khó khăn, bạn sẽ luôn ở bên cạnh cổ vũ và động viên. Chính những lúc thế này, quan hệ của hai người lại càng trở nên gắn kết. Thêm vào ấy, bạn cũng luôn sẵn sàng thay đổi những điểm chưa tốt của mình để có thể hòa hợp với đối phương hơn. Khi có những khúc mắc xuất hiện, bạn cũng lắng nghe thay vì tranh cãi. Bạn hiểu rằng hơn thua trong những việc như thế này chẳng hề đem đến tác động tích cực gì trong mối quan hệ. Cuối cùng, xét về phương diện sức khỏe của tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. Theo tư duy phương Đông, phương diện sức khỏe của người tuổi Nhâm Tý trong năm không có quá nhiều biến động. Nhìn chung, bản mệnh không có mắc trọng bệnh, dễ gặp dữ hóa lành. Có điều có nhiều thời điểm trong năm có bệnh phù hung tinh tác động, khiến sức khỏe suy giảm. Tuổi Tý dễ bị đổ bệnh dù không phải bệnh tật gì nguy hiểm nhưng cũng gây ra không ít rắc rối trong cuộc sống và vấn đề tài chính của bạn. Theo đó, trong cuộc sống hay lao động, bạn cần nâng cao tinh thần phòng bệnh hơn chữa bệnh, đề cao cảnh giác, không chủ quan, có như vậy mới tránh được nguy hiểm bất ngờ. Thời điểm cơ thể sẽ bị ảnh hưởng bởi những tác động bên ngoài, khi ấy bạn không nên làm việc quá sức, nên ưu tiên việc nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe nhiều hơn. Bên cạnh đó, khuyên bản mệnh đề phòng bệnh tật máu huyết bệnh, đường ruột, do đó bản mệnh nên lưu tâm với phương diện sức khỏe, nhất là với những ai đang có sẵn bệnh nền, nếu đi đâu nhớ mang theo đầy đủ thuốc thang bạn nhé. Quý vị thân mến, cùng ở trong một năm nhưng có tháng tốt, tháng xấu, vận trình cũng thế mà thay đổi. Ngay bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng Minh Đường Tử Vi luận giải chi tiết tử vi từng tháng âm lịch của tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, trong năm Giáp Thìn 2024. Đầu tiên là tử vi tháng 1 năm 2024 âm lịch. Trong tháng Giêng, từ đầu năm 2024, vận khí tuổi Nhâm Tý hanh thông, công việc suôn sẻ, thuận lợi, thậm chí có bước đột phá mới. Trong tháng vận quý nhân vượng, có người trợ lực về tiền bạc hoặc tham mưu chất xám, giúp bản mệnh vượt qua khó khăn hay khủng hoảng. Theo ấy, bạn luôn có cảm giác làm gì cũng dễ dàng thuận lợi hơn trước rất nhiều.
Tuy nhiên, chuyện tình cảm cũng khá ảm đạm khi vợ chồng bạn thường xuyên giận hờn nhau vì những chuyện nhỏ nhặt, vì mong muốn không được đáp ứng nên đôi bên khá lạnh nhạt với nhau. Việc ai người ấy lo, khi nhân duyên khác giới quá vượng, bản mệnh cần phải cẩn trọng trước sự xuất hiện của kẻ thứ ba. Người còn độc thân cần nhắc nhở bản thân chân thành trong chuyện tình cảm, đừng để hung tinh tác động khiến mình trở thành một kẻ trăng hoa, đa tình. Tử vi tháng 2 năm 2024 âm lịch. Sang tháng 2 âm lịch, tài vận khởi sắc, xuất hiện nhiều cơ hội hợp tác làm ăn, bản mệnh cần chủ động nắm bắt. Tuy nhiên, tháng này cũng không thích hợp để đầu tư lớn hay mạo hiểm, các hạng mục đầu tư nhỏ đều có thể hòa vốn và tính an toàn cũng cao hơn. Bạn nên cân nhắc vấn đề này, việc gì cũng nên tiến hành dần dần, có kế hoạch rõ ràng, đừng chạy theo cái lợi trước mắt hay nghe lời dụ dỗ mà dốc tiền vào một chỗ. Rất dễ bị lừa gạt, tiền mất, tật mang, chi phí sinh hoạt tăng cao, bản mệnh khó tránh khỏi việc phải tiêu tiền cho những nhu cầu cần thiết của bản thân và gia đình. Càng như vậy, bạn càng nên chi tiêu liệu cơm, gắp mắm, cân đối các khoản hợp lý thì mới không rơi vào cảnh phải đi vay mượn. Tháng này, người tuổi Nhâm Tý cũng cần lưu tâm chăm sóc sức khỏe của mình hơn, đặc biệt là nên cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi để cơ thể có thời gian phục hồi năng lượng. Làm việc quá sức có thể gây ra nhiều hệ lụy nguy hiểm về sau. Bên cạnh ấy, vận trình cũng tiềm tàng nhiều yếu tố bất ngờ, đa phần trong số đó là điều xui xẻo, tai nạn. Vì vậy, bản mệnh cần hết sức chú ý an toàn khi đi xa, điều khiển phương tiện giao thông, phòng chống bệnh tật, tránh được họa huyết quang. Tử vi tháng 3 năm 2024 âm lịch. Xem tử vi tuổi Nhâm Tý, tháng này người cầm tinh con chuột có nhiều biến động về tài lộc, đa phần theo hướng tích cực. Có thể phát tài, phát lộc bất ngờ, cần chủ động, nắm bắt. Có điều, trong tháng có hung tinh chủ về hao tán tiền bạc ảnh hưởng, tuổi Tý tiêu tiền nhanh hơn là kiếm tiền, áp lực tài chính lớn, nếu không biết cách quản lý tài chính tốt, quản lý tốt túi tiền của mình. Tháng có quý nhân tam hợp nâng đỡ, bạn sẽ gặt hái được thành công lớn trong công việc, mọi khó khăn sớm được giải quyết, làm gì cũng có người nâng đỡ, kết quả cuối cùng cũng tốt đẹp. Rất đáng để thách thức bản thân và chờ đợi thành quả. Chuyện tình cảm của tuổi Nhâm Tý khó có thể thăng hoa trong một tháng đối diện với nhiều tác động bất lợi như thế này. Các mối quan hệ nếu duy trì ở mức ổn định đã là lý tưởng lắm rồi. Song ngũ hành xung khắc, đường tình duyên của người độc thân còn lắm gập ghềnh và chông gai, không có nhiều cơ hội để thay đổi hiện trạng. Bản mệnh vẫn còn khá thụ động nên chưa có nhiều kết nối khả quan. Vợ chồng có vấn đề gì cũng nên trao đổi rõ ràng với nhau để cùng tìm cách giải quyết, thế nhưng đừng để hai người sống dưới một mái nhà. Nhưng việc ai nấy làm, thân ai người nấy lo, sự lạnh nhạt và im lặng đôi khi còn đáng sợ hơn những lần xung đột thẳng mặt. Tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch. Trong tháng mới, Nhâm Tý về công việc bản mệnh phải chịu nhiều áp lực, tuy nhiên bạn giàu ý chí vươn lên, càng thêm động lực để phấn đấu, có thể đạt được sự thăng tiến bất ngờ. Điều đáng mừng nhất đó là tháng này mọi công sức của bản mệnh đã được ghi nhận, nhờ thế mà cuộc sống an vui rực rỡ, không những vậy bạn cũng có thêm nhiều thời gian năng lượng đi giúp đỡ những người xung quanh. Tháng này có các tinh giúp cho tinh thần của bạn trở nên phấn chấn hơn bao giờ hết, với thành quả nho nhỏ đang có, bạn bắt đầu mơ mộng hơn về một điều gì đó lớn lao trong tương lai. Đừng ngại ngần mà không dám ước mơ, cho dù ai đó cho rằng bạn không thực tế thì cũng đừng quá quan tâm, hãy kiên định thực hiện đam mê của mình. Rồi kết quả sẽ là câu trả lời xác đáng nhất. Tài lộc trong tháng không lấy làm lý tưởng, chi vượt quá thu, nếu không thay đổi cách tiêu tiền, e rằng bạn sẽ rơi vào cảnh vay mượn cháy túi. Nếu người làm công ăn lương, muốn nhận các khoản tiền thưởng nóng thì có lẽ là bạn sẽ phải thất vọng. Con giáp này nên cố gắng hơn nữa trong khoảng thời gian sắp tới và mong chờ vào các khoản tiền thưởng trong tương lai. Với người làm ăn kinh doanh, bạn cần bớt tính nóng nảy và hạ cái tôi cá nhân của mình xuống một chút. Dù bạn có tài giỏi đến mấy mà cách ăn nói khó nghe, thì cũng khó có thể hợp tác thuận lợi với mọi người xung quanh. Tử vi tháng 5 năm 2024 âm lịch. Chịu ảnh hưởng từ cục diện tương xung, tuổi Nhâm Tý gặp nhiều bất lợi về sức khỏe, công việc và chuyện tình cảm trong tháng này. Bản mệnh cần tránh thức khuya, ăn uống thiếu khoa học, hạn chế đồ ăn nhanh, có như vậy thể trạng mới sớm phục hồi, không ngã trọng bệnh. Còn về công việc, con giáp này phải rất vất vả do khối lượng công việc nhiều, áp lực cạnh tranh lại tăng lên khá rõ, cộng thêm việc đã cũ còn tồn động nhưng không phải là ít. Càng những thời điểm như thế này, bạn càng cần phải bình tĩnh và tỉnh táo, nếu xử lý nóng vội thì rất sẽ để lại hậu quả khôn lường.
đây còn là tháng biểu hiện cho những kế hoạch đã lâm vào bế tắc, ngõ cụt, hàng loạt rắc rối ập đến. Bạn cần có sự điều chỉnh để thích nghi kịp thời, đừng ngần ngại thay đổi khi cần thiết, nếu đó là biện pháp tối ưu nhất. Cạnh tranh trong tháng cũng không ít, áp lực và cạnh tranh trong tháng tăng lên mỗi ngày. Càng những thời điểm như thế này thì bạn càng cần phải bình tĩnh và tỉnh táo. Nếu xử lý nóng vội thì rất dễ để lại hậu quả khôn lường. Khi tiến hành mọi việc dù lớn hay nhỏ là thứ yếu hay trọng yếu, Nhâm Tý đều cần tuân thủ theo từng bước cụ thể, đi từ đơn giản tới phức tạp, không nên nóng vội mà hỏng chuyện, nên lấy ổn định làm trọng, chờ đợi thời cơ mới hành động, hấp tấp vội vàng sẽ nhận lấy thất bại. Tháng này, người tuổi Nhâm Tý cũng cần lưu tâm chăm sóc tới sức khỏe của mình hơn, đặc biệt là nên cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi, để cơ thể có thêm thời gian phục hồi năng lượng, làm việc quá sức có thể gây ra nhiều hệ lụy về sau. Bên cạnh ấy, vận trình cũng tiềm tàng nhiều yếu tố bất ngờ, đa phần trong số đó là điềm xui, tai nạn. Vì vậy, bản mệnh cần hết sức chú ý an toàn khi đi xa, điều khiển phương tiện giao thông, phòng chống bệnh tật, tránh được họa huyết quang. Tử vi tháng 6 năm 2024 âm lịch. Tháng này một vài khó khăn trong công việc và tài chính sẽ sớm được khắc phục, sự nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến, chuyện tiền bạc cũng được giải quyết ổn thỏa, làm ăn kinh doanh được lộc trời ban. Chính tài ghé thăm cho thấy tình hình tài chính đã ổn định và càng ngày tốt lên, giúp bản mệnh có một cuộc sống khấm khá hơn. Lúc này bạn có của ăn, của để, đối với tiền tiết kiệm được sau một thời gian dài không dám chi tiêu, thì đó thực sự là một thành quả đáng mừng. Tuy nhiên, do cục diện tương hại ảnh hưởng tuổi Nhâm Tý cần đề phòng bị kẻ xấu lừa gạt tiền bạc hoặc lợi dụng uy tín để làm điều sai trái nghiêm trọng còn dính dáng tới pháp luật. Về phương diện sức khỏe, ảnh hưởng không nhỏ của bạch hổ hung tinh mang điềm báo không tốt, bất lợi cho sức khỏe của bạn trong tháng này. Nếu ai đang có bệnh thì nên tìm cách chữa trị kịp thời, đừng vì ngại hay sợ mất tiền mà không tuân thủ theo phác đồ điều trị. Bản mệnh chớ nên vì tham công tiếc việc mà làm việc quá sức, bạn sẽ nhận ra rằng cố gắng kiếm thêm được chút tiền nhưng lại không hoàn toàn xứng đáng để đánh đổi sức khỏe của mình. Đây là thời điểm lý tưởng để cân bằng lại cuộc sống, khi mà các dự án của bạn đã ổn định hơn, hãy chăm sóc sức khỏe của bạn đúng cách. Đừng quá phụ thuộc vào thuốc thang sẽ ảnh hưởng về lâu, về dài. Tử vi tháng 7 năm 2024 âm lịch. Tháng có tam hợp quý nhân phù trợ, lại thêm quan ấn tương sinh, rất có lợi cho công việc làm ăn của người tuổi Nhâm Tý. Khó khăn công việc được tháo gỡ, các mối quan hệ với lãnh đạo đồng nghiệp thêm phần hài hòa, được cấp trên đánh giá cao và đề bạt thăng chức, đề xuất tăng lương. Quý nhân lục hợp sẽ giúp bạn giải quyết những khó khăn nhanh chóng. Cần đề phòng hiềm khích với đồng nghiệp cấp trên trong tháng này do bất đồng quan điểm. Hơn nữa, thái độ làm việc của con giáp này đôi lúc có dấu hiệu chểnh mảng, ảnh hưởng tới tiến độ chung và con đường thăng tiến của bạn. Bạn nên sớm chấn chỉnh lại bản thân mình. Sức khỏe cũng được cải thiện đáng kể, người ốm nhanh khỏi bệnh, nhất là những ai vừa trải qua một cuộc phẫu thuật nào đó. Có điều thận trọng khi đi xa, đề phòng tai nạn xe cộ. Phương diện tình cảm khá lý tưởng, nhân duyên nở hoa kết trái. Dù là người độc thân hay đã kết hôn, đều thỏa mãn với các mối quan hệ hiện tại. Tử vi tháng 8 năm 2024 âm lịch. Sức khỏe có phần giảm sút, nhưng bù lại công việc tiến triển khá thuận lợi, chuyện kinh doanh đầu tư thuận lợi hơn trước, bản mệnh thu về không ít tiền lãi. Đây là thời điểm thích hợp để người làm đầu tư kinh doanh ký kết hợp đồng, đều đã nung nấu kế hoạch từ lâu, hoặc đã tìm hiểu rõ ràng về đối tác, khách hàng của mình thì nên nắm bắt cơ hội ngay. Tháng này sẽ mở ra nhiều cơ hội thích hợp để bạn cải thiện tình hình tài chính của mình. Người làm công ăn lương cũng sẽ nhận được khoản tiền lương, tiền thưởng nóng xứng đáng với công sức và đóng góp của mình. Có thể coi đây là lời cổ vũ, động viên thiết thực nhất, giúp bạn có thêm động lực, cố gắng hơn nữa trong khoảng thời gian tiếp theo. Nhưng lúc tài chính dư dôi, bạn nên học cách quản lý tiền bạc, chi tiêu có kế hoạch, nếu không tài khí tụ rồi lại tan rất nhanh. Tử vi tháng 9 năm 2024 âm lịch. Sang tháng 9 âm lịch, chính tài đương vượng chỉ cần tập trung làm tốt công việc hiện tại, tuổi Nhâm Tý cũng kiếm được bộn tiền. Đây cũng là khoảng thời gian bản mệnh có thể mở rộng quy mô công việc, nếu muốn chinh phục lĩnh vực mới cũng có thể thử sức. Có người biết tận dụng thời cơ còn có thể được thăng quan tiến chức ngay trong tháng này, cơ hội luôn chia đều cho tất cả mọi người, nếu bạn không biết nắm bắt thì nó sẽ thuộc về người khác. Tháng này cảnh báo về những khó khăn mà bản mệnh có thể phải đối mặt, do có tiểu nhân ngáng đường, khiến công việc xu có cố gắng thế nào cũng không được như ý. Có lúc bạn chán nản, thậm chí còn muốn nghỉ việc,
thế nhưng lại tự xốc lại tinh thần để tiếp tục cố gắng. Sức khỏe tháng này khá ổn định, Đường Số không mắc bệnh tật gì nghiêm trọng, tuy nhiên bệnh vặt khó tránh nên thường xuyên rèn luyện để tăng cường sức đề kháng. Tử vi tháng 10 năm 2024 âm lịch. Áp lực tiền bạc trong tháng khá lớn, tuổi Nhâm Tý kiếm tiền không dễ dàng, phải nỗ lực gấp nhiều lần so với bình thường mới đạt được mục tiêu. Theo đó, công việc có kẻ phá bỉnh, gây điều tiếng thị phi, ngấm ngầm hãm hại, tiểu nhân có thể là người ở ngay bên cạnh, hãy cẩn thận mỗi việc mình làm. Bạn sẽ thấy áp lực trong tháng tăng lên khá rõ, làm việc gì cũng không thuận lợi, sự hăng hái và nhiệt tình cho công việc cũng vì thế mà giảm sút, khiến sự nghiệp phát triển trì trệ. Điểm sáng trong tháng là vấn đề sức khỏe được cải thiện, dù cuộc sống áp lực là thế, nhưng bản mệnh suy nghĩ tích cực, không ngừng nỗ lực cuối cùng sẽ được đền đáp xứng đáng. Tình cảm lứa đôi cũng có thể xảy ra trục trặc, dù đã định kết hôn hay đang yêu, mâu thuẫn liên tiếp nổ ra. Nguyên nhân chính vẫn là sự đối lập với quan điểm sống cũng như cái tôi cá nhân bướng bỉnh của cả hai. Tử vi tháng 11 năm 2024 âm lịch. Chịu tác động của hung tinh chiếu mệnh, tháng này tuổi Nhâm Tý có chút áp lực về tinh thần, theo ấy chuyện tình cảm gặp không ít rắc rối, tình cảm lứa đôi cũng có thể xảy ra trục trặc, dù là đã kết hôn hay đang yêu, mâu thuẫn liên tiếp nổ ra, nguyên nhân chính vẫn là sự đối lập về quan điểm sống, cũng như cái tôi cá nhân quá bướng bỉnh của cả hai. Đổi lại, quan ấn tương tự công việc tiến triển tốt, hứa hẹn ký kết nhiều hợp đồng có giá trị, bản thân vừa có tiền bỏ túi, lại còn được cấp trên trọng vọng đề bạt thăng tiến. Vận trình tài lộc của con giáp tuổi Canh Tuất đã suôn sẻ hơn rất nhiều so với các tháng trước đây, bạn không chỉ thoát khỏi tình trạng khó khăn, mà còn dư dả so với các kế hoạch tiết kiệm, đầu tư tiền khôn ngoan, thành quả lao động của bạn trong nửa năm qua đã bắt đầu đổ về trong thời gian này. Hứa hẹn mệnh chủ sẽ có cơ hội đón nhận vận may, tiền bạc đến với mình, bạn có thể chẳng cần hao tâm tổn trí quá nhiều mà tiền bạc vẫn về đầy tay. Sự thật bạn là một người rất chăm chỉ trong việc tìm kiếm thu nhập mới trong suốt những năm vừa qua và bây giờ bạn mới biết đâu là hướng đi phù hợp và tốt hơn cho mình. Nhờ biết rút kinh nghiệm mà bạn kiếm tiền thông minh hơn, nhiều hơn trong khoảng thời gian ngắn. Cuối cùng là tử vi tháng 12 năm 2024 âm lịch. Nhìn chung, vận trình tháng cuối của năm trôi qua khá nhẹ nhàng đối với người tuổi Nhâm Tý, được quý nhân phù trợ, công việc thuận lợi, thậm chí xuất hiện bước nhảy vọt mới, tình cảm lứa đôi cũng có thể xảy ra trục trặc, dù đã kết hôn hay đang yêu, mâu thuẫn liên tiếp nổ ra, nguyên nhân chính vẫn là sự đối lập về quan điểm sống cũng như cái tôi cá nhân quá bướng bỉnh của cả hai bên. Chuyện làm ăn gặp thời, gặp vận, lại thêm quý nhân phù trợ nhiều, nên cơ hội kiếm tiền tốt, từ giữa tháng vận khí vượng thiên tai đổ về túi ầm ầm. Tuy nhiên, tài chính trong tháng chỉ duy trì ở mức độ ổn định, đây không phải là điều đáng lo ngại, nên bạn án binh chờ thời, chớ có nóng vội kẻo tiền bạc thất thoát một cách đáng tiếc. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.